Mọi người chú ý, nay phòng mình có nhân viên mới. Anh giới thiệu, đây là Như, vợ mới của anh. Hả? À, nhầm. Đây là nhân viên mới của phòng mình. Dạ, em chào mọi người ạ. Đây, anh giới thiệu chỗ ngồi cho em nhé. Đây, chỗ ngồi của em ở đây. Còn văn hóa công ty của mình nữa. Hiếu, ăn. Văn hóa công ty của mình là gì ấy nhở? À. Cái gì vậy bà nội? Hả? Thiệt luôn anh. Trời, mày làm gì vậy? Anh hứa rồi mà. Đây. Yeah, boy. Cứu tôi. Chết, có điện thoại. À, anh nghe này vợ. Alo. Hello anh, em là nhân viên mới. À, còn nhiều điều thiếu sót, mời anh giúp đỡ em trong thời gian tới. Nhân viên mới hả em? Em làm bằng nào đấy? Dạ, em làm KOL cho phòng media. Ồ, KOL chắc lương cao lắm em ha. Mà thôi, bỏ tiền bảo con bên thì em đi làm được cái gì? Dạ, em đi làm về cái thứ anh vừa bỏ qua đó. Ồ, em là Nhất, nhớ em rồi. Ủa, sao trễ rồi mà anh còn làm việc vậy anh? Còn trẻ mà, phải cố gắng chứ em. Với kinh nghiệm lúc đó tóc quá 180 phút một ngày á. Ghê. Em có con mày tặng anh. Con mày kia, biết bao nhiêu người tài giỏi hơn mình, họ cũng đang cố gắng. Vậy, anh muốn làm cái gì? Với cái suy nghĩ đấy á, anh thấy em phù hợp với vị trí đầu bếp đấy. Ủa, mắc gì là đầu bếp? Ý anh là đừng mà em sẽ cúc á. Anh làm như anh là sếp á. Cái thời nay giỏi thật. Biết cả bói toán rồi đúng không sếp? Cậu đi, mà hỏi nhân viên của cậu ấy. Ủa, sao vậy Như? Trời ơi, Việt Nam. Nãy giờ em giỡn thôi. Chứ hả, em phải có gạo cúc được sếp ạ. Em có con mày tặng anh. Con mày kia, biết bao nhiêu người tài giỏi hơn mình, họ cũng đang cố gắng. Vậy anh muốn làm cái gì?